mình không buồn, nhưng mà hiện tại thì mình cảm thấy hơi tiếc một tí xíu khi mà vòng cuối cùng á, cái chàng trai đó chưa có chọn được cái bí mật mà mình mong muốn là sẽ chia sẻ. Thực ra thì mình nghĩ là mình đã đề cập tới cái chủ đề của bí mật cuối cùng từ đầu chương trình luôn, và mình cũng có đưa ra những cái dự kiện, ý là mình đã gieo cái từ khóa đó từ đầu chương trình và hy vọng là ảnh cũng hiểu là mình sẽ bật mí một cái bí mật nó có liên quan, nhưng mà cuối cùng ảnh lại chọn cái mà hầu hết tất cả mọi người đều sẽ nghĩ khi mà mới gặp mình lần đầu tiên. Những cái từ như là nhạy cảm hoặc là tìm người tinh tế, nó giống như là cái cảm quan bên ngoài thôi, chứ nó không phải là cái thực sự là mình. Hôm nay khi mà trải nghiệm hành lý tình yêu thì mình nghĩ là mình đã có một cái quyết định đúng đắn với cảm xúc của mình. Cái chàng trai cuối cùng là chàng trai mà mình có nhiều cảm xúc nhất và mình cảm thấy là đồng điệu nhất từ lúc mà giới thiệu bản thân về sở thích thể thao, đi du lịch, thích trẻ em, hoặc là những cái quan điểm của anh ấy về cách tiếp cận tình yêu. Còn với hai chàng trai còn lại thì nó sẽ có sự thấu hiểu, nhưng mà sự đồng điệu lại không có nhiều bằng cái chàng trai cuối cùng. Thực ra khi mà tham gia từ đầu chương trình á, thì mình thấy là mình kết nối được nhiều hơn với anh Lê Hoàng, và mình tin là ảnh sẽ cảm nhận được cái con người của mình. Nhưng mà có một điều thú vị là đến vòng cuối cùng mình mới phát hiện ra là chị Trang Hạ có nhiều sự thấu hiểu hơn. Chắc là bởi vì cùng là phụ nữ với nhau, và chị ấy còn có một cái fanpage mà được lắng nghe tiếng lòng của rất nhiều phụ nữ khác. Bởi vậy có nhiều kinh nghiệm hơn và dễ kết nối với nhau hơn. Linh thấy thích nhất lời comment của chị Trang Hạ là có thể bạn và người bạn đời của bạn á, không cần phải giống nhau hoàn toàn, đặc biệt là không cần phải có cùng chung sở thích với nhau, nhưng mà anh ấy sẽ là người đưa bạn đến với sở thích của bạn, giống như là người chở bạn đến với triển lãm, đưa bạn đến với buổi hòa nhạc, và lúc nào cũng tạo điều kiện hết mình cho bạn sẽ được tiếp cận và được thoải mái, thỏa sức với sở thích của mình. Linh tin đó là câu trả lời từ cuộc sống. Mình không cần phải tìm một người có quá nhiều điểm chung, bản thân mình cũng không cần phải tìm kiếm một phong linh thứ hai mà ở phiên bản nam đâu. Mình không cần điều đó. Mình chỉ cần một cái người bạn đồng hành với mình và luôn sẵn sàng hỗ trợ mình là đủ. Lý do mình tham gia hành lý tình yêu là vì slogan của chương trình nói thẳng yêu thật. Mình có thể là một cô gái ngại làm người khác tổn thương trong những mối quan hệ khác, nhưng mà riêng trong tình yêu, Linh luôn thẳng thắn và mong cầu là người yêu của mình cũng sẽ thẳng thắn góp ý để cả hai cùng thay đổi, hoặc là có những cái mâu thuẫn, có những thứ mà mình không chấp nhận được ở nhau thì mình sẽ phải nói thẳng. Sâm Ngọc Linh Công Tung K5, thần dược đại ngàn hóa quốc bảo Việt Nam.